Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thiên Ông Bất Động Sản nha. Quý anh chị thấy cái vị trí em đang đứng đây đẹp không? Đó, cái cảnh vật ở đây quá tuyệt vời luôn quý anh chị. Đó, đây đặc biệt ở đây là nó có nước nha. Đây là một cái công viên, mà chính giữa cái công viên thì có một cái hồ, có một cái hồ nước rất là trong xanh, mát mẻ. Và bao xung quanh cái hồ công viên mình á là các dãy các chung cư xã hội và một dãy biệt thự luôn quý anh chị, biệt thự liền kề biệt thự đó, biệt thự view là view công viên đó, quá đẹp luôn quý anh chị. Đó, em quay cho quý anh chị xem nè. Đó, thì cái vị trí em đứng là cái công viên nằm chính giữa của khu đô thị VCN Vĩnh Điềm Trung, là một trong những cái khu đô thị gọi là đẹp chuẩn chỉnh nhất Nha Trang nha quý anh chị. Theo như em á thì cái khu đô thị này gọi là khu đô thị đẹp nhất Nha Trang nè. Với là đặc biệt là chủ đầu tư ở đây á là tập đoàn VCN, là công ty cổ phần VCN, là cái tập đoàn gọi là uy tín bậc nhất tại thành phố Nha Trang. Đó, bởi vì những cái nhà nhà ở đây nha, nhà ở đây kể cả chung cư rồi biệt thự ở đây á, sau khi mà khách hàng về đây họ mua đất, họ xây nhà, họ xây biệt thự lên á thì đều đã được chủ đầu tư họ cấp sổ sổ đỏ lâu dài cho hết rồi, cho nên là khách hàng của em mà về đây ở rất là yên tâm luôn đó. Và hôm nay tại vị trí này đang có một cái căn, không phải cái căn mà là một cái lô đất biệt thự rất là đẹp, thì gia chủ đang cần bán lại đó. Thì cái view của nó sẽ là view nhìn ra cái công viên này nè quý anh chị, đó view nhìn ra công viên ở hồ đây đó. Và lô đất của mình sẽ có tổng diện tích là 267 mét vuông, hai mặt tiền luôn quý anh chị, nó là hai mặt tiền luôn đó, ngang là mỗi bên là hơn 16 mét cho quý anh chị. Bên cạnh cái lô đất của mình sẽ có một cái trường mầm non nữa đây nè, trường mầm non Ngôi Sao Xanh nè đó quý anh chị. Mà có con cái con nhỏ thì đi học bên cạnh nhà luôn, hoặc cách đây khoảng 150 mét là có cái trường liên cấp quốc tế Singapore Nha Trang, Sài Gòn Nha Trang nữa, bên kia Singapore Việt Nam chứ đó. Thì bên cạnh cái lô đất của mình á là sẽ có một cái căn hộ chung cư, một tổ hợp luôn, tổ hợp chung cư. Thì đây là cái tòa chung cư CT3 của chủ đầu tư là Vicen luôn. Thì người ta cái khu đô thị này thì gồm có là chung cư xã hội nè, nhà phố liền kề và biệt thự đó. Thì cái tòa chung cư xã hội CT3 này á, là mới xây dựng luôn nè quý anh chị, mới xây dựng luôn và cũng mới bàn giao cho khách hàng chắc cũng tầm 2 tháng lũ lại đây thôi đó. Cho nên là cái chung cư này nó nằm bên cạnh lô đất mình luôn nè quý anh chị, cho nên là lô đất mình rất là mát luôn, vị trí rất cực kỳ mát mẻ luôn, bởi vì cái căn này đường gì nó cũng che nắng cho mình rồi. Và view là view công viên luôn đó, công viên này quý anh chị thấy không, quý anh chị có con cái ra đây nó chơi rất là vui luôn. Chỗ này như có cái sân để chơi tennis, chơi bóng cầu lông đồ đó. Bên kia là cái tòa chung cư CT9 đang làm đó. Thì công viên của mình này rất là rộng luôn đó, chỗ kia có chỗ để cho mấy đứa bé chơi để xe đâu đó. Đó, còn đây là cái trường mầm non của mình nè, chỗ vỉa hè nè để đậu xe nè. Thì em không nói luyên thuyên nữa, thì giờ em sẽ quay cho quý anh chị xem cái lô biệt thự của mình nha. Ê, đi bộ tới rồi, em quay cái lô biệt thự cho quý anh chị xem nha. Đó, thì quý anh chị mà đang tìm đất để xây biệt thự tại các khu đô thị Nha Trang thì cái lô biệt thự hôm nay em muốn giới thiệu cho quý anh chị là một vị trí quý anh chị không nên bỏ qua, bởi vì cái lô này nó rất đẹp luôn, là nó là nằm mặt tiền đường lớn, hai mặt tiền và đặc biệt là view công viên nữa, quá tuyệt vời luôn quý anh chị. Tiện ích ở khu đô thị này thì quá ok luôn. Cách đây khoảng 200 mét là mình sẽ có một cái siêu thị rất là nổi tiếng, đó là siêu thị Go hay còn gọi là siêu thị Bixi ngày xưa quý anh chị. Đó, mình ra đường này là mình sẽ quẹo lên là mình sẽ gặp đường 19 tháng 5, thì cách đường 19 tháng 5 khoảng 50 mét thôi. Và mình đi theo cái hướng tay phải, mình đi thêm khoảng 100 mét là gặp cái siêu thị Go. Thì tí nữa em sẽ đi bộ ra đó cho quý anh chị xem. Bây giờ em sẽ giới thiệu thông tin cơ bản của cái lô biệt thự hôm nay nha. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị sơ sơ tổng quan lô đất nha. Thì lô đất của mình sẽ có hai hướng chính.
Thì cái hướng mà hướng ra đây nè, cái hướng ra cái tòa chung cư CT3 á, là cái hướng ra đây nè, là hướng đông bắc cho quý anh chị, là hướng đông bắc nè. Đó, còn cái hướng bên kia, cái hướng hướng ra công viên á, sẽ là hướng đông nam nha. Thì mỗi bên sẽ có mặt ngang là 16 m. Đó, tổng diện tích là 267 m². Thì cái lô này là lô biệt thự của khu đô thị, cho nên là mật độ xây dựng của nó là 50% nha quý anh chị. Thì quý chị sẽ được xây là 132 m², còn lại là quý chị sẽ làm chừa để mình làm vừa làm sân để ô tô, mình làm cái sân vườn nhỏ nhỏ, hoặc là quý anh chị làm cửa sổ trời thì rất là hợp lý luôn. Công viên thì bởi vì ở khu đô thị á, người ta làm theo mẫu để cho cái khu đô thị mình nó có một cái gì đó nó gọi là đồng bộ với nhau cho nó đẹp á quý anh chị, để không có trường hợp mà biệt thự liền kề nhà phố thì nó không có đẹp, thế đây liền kề biệt thự, liền kề biệt thự thì sẽ rất là đẹp luôn. Đó, hướng ra đây sẽ là hướng đông nam nha quý anh chị. Lô đất của mình sẽ là 267 m². Thì ở đây á, thì hiện tại nhân pháp lý của nó là hợp đồng mua bán nha quý anh chị. Có nghĩa là những khu đô thị á, của Vicen á, thì khi họ bán đất cho mình á, thì người ta sẽ chưa cấp sổ cho mình liền đâu. Bởi vì cái mục đích của khu đô thị lập ra là để tạo nên một cái quần thể sống, một cái cộng đồng sống văn minh với nhau, tạo nên một cái khu đô thị. Cho nên là tránh cái trường hợp mà mình mua mình cử đất. Bởi vì ngày xưa có nhiều cái dự án người ta làm xong người ta cấp sổ sẵn cho mình luôn, cái là nhà đầu tư mua, cái là mình mua xong cái mình không có xây nhà, mình đầu cơ để đó, cái sau này nó vô tình nó trở thành một cái khu, một cái thành phố ma, không có ai ở. Cho nên bây giờ chính phủ mình không cho làm điều đó nữa, bây giờ là cấp đất xong là bắt buộc phải xây. Cho nên là quý chị dễ thấy ở đây không, người ta xây nhà hết rồi. Cho nên là mình ở đây á rất là đông vui luôn, bởi vì khách về đây mua là ở thật, nhu cầu ở thật, cho nên là ở đây dân cư rất là đông, tiện ích dân sinh cũng đầy đủ luôn. Ở đây là từ trường mầm non nè, trường quốc tế nè, bệnh viện đa khoa Sài Gòn nè, ở dưới đường 19 tháng 5 nè, rồi siêu thị Go, siêu thị Big C là cách đây cũng 200 m thôi, thì nghĩa là ở đây tiện ích dân sinh cực kỳ là đầy đủ. Đó, về cái nhà này, cái lô mình á, là hiện tại là hợp đồng mua bán, nhưng mà khi quý anh chị xây dựng xong á, mình hoàn công, mình đầy đủ hết á, thì sau đó chủ đầu tư sẽ cấp sổ cho mình nha quý chị. Ở Vicen á, khu đô thị Vicen á, Nha Trang, quý anh chị có thể đi khảo sát đi. Những cái khu đô thị khác thì em không nói, nhưng mà khu đô thị Vicen á là ra sổ cực kỳ nhanh luôn. Cho nên quý chị yên tâm về cái khoản pháp lý nha, pháp lý là cực kỳ an toàn rồi. Đó, Vicen thì chủ đầu tư quá là uy tín tại khu vực thành phố Nha Trang rồi. Đó, ở đây quý anh chị đi khảo sát coi. Ở đây là đa phần là có sổ hết luôn, hầu như là khách mua xây nhà xong là có sổ, cho nên quý vị yên tâm nha. Và sử dụng là sử dụng lâu dài, là sở hữu vĩnh viễn nha. Khu đô thị thì là quy hoạch bài bản, đồng bộ hết, cho nên là quý anh chị yên tâm. Đối diện mình là CT9, thì cái tòa CT3 chứ lộn, tòa đây là tòa CT3A nè. Thì ở dưới đây là người ta sẽ làm những cái shop house để cho kinh doanh, cho thuê để kinh doanh, shop house để kinh doanh nè. Đó, trên này sẽ có một cái đường đi nữa, ở trên này sẽ có đường đi nè quý anh chị thấy không. Đó, thì cái shop house này thì quý sẽ tiện lợi cái là người ta thuê, người ta mở cửa hàng ăn nè, mấy cửa hàng làm đẹp nè, spa đồ nè. Đó, thì quý sẽ hưởng lợi từ những cái tiện ích xung quanh đây. Cho nên ở đây quý anh chị ở đây thì quý anh chị đừng có bao giờ lo về cái chuyện là không có tiện ích gì. Ở đây tiện ích full đầy đủ, không thiếu một cái gì luôn, gần trường, gần chợ, gần siêu thị, gần bệnh viện. Đó, không thiếu một cái gì luôn. Cái shop house này người ta kinh doanh, tương lai người ta cho thuê là sẽ kinh doanh rất là nhiều. Còn cái đường mình đây nha quý anh chị, cái đường mà ôm ở trong công viên này á, sẽ là đường Nguyễn, đường Nguyễn Trung, để em ra em quay lại cho. Cái đường này hơi khó nhớ. Cái đường mà kia nè, cái cường bắc ngang á, cắt ngang qua đây á, là đường Hoàng Cầm nha quý anh chị. Đó, còn cái tòa nhà cao cao kia quý anh chị thấy đó là tòa nhà gì biết không? Đó là chi cục thuế tỉnh nha. Chi cục thuế tỉnh. Đó. Đường này đường Hoàng Cầm nè. Còn cái đường của lô đất mình vô là sẽ là đường Nguyễn Trung Hoài. Đó, bên kia mình sẽ có một cái quán cà phê khá là nổi tiếng mới mở ra nè. Đó. Đó, quán cà phê. Đây, đường Hoàng Cầm. Đó, thì đây sẽ là vị trí vô trong cái lô đất của mình nha quý anh chị. Đó, đầu đường cũng sẽ có một cái quán cà phê, nhưng mà bữa nay Tết người ta nghỉ mất rồi. Dưới kia cũng sẽ có mấy cái quán cà phê rất là nổi tiếng nữa. Đó, vô trong kia, qua sẽ mình giao với đường E1. Đó, bây giờ em sẽ đi bộ qua đây. Đó, chỗ này đầu đường có quán cà phê nè.
quán cà phê Chiêu, tên hay hơn Chiêu, nằm phía dưới đó, cho nên tiện ích ở đây rất là đầy đủ luôn. Quý anh chị yên tâm khi mà mình làm cư dân ở đây nha. Rồi em quay chỗ này có quán cà phê Bụi đó nè đó. Đây là một những cái khu đô thị gọi là văn minh và đáng sống nhất tại thành phố biển Nha Trang nha. Đó, chỗ này có quán cà phê Bụi nè. Bên kia sẽ là bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang nha quý anh chị. Đây là đó, dưới này kinh doanh buôn bán rất là nhiều quý anh chị thấy không? Bên kia là tòa CT4. Còn kia sẽ là bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Đó, bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Còn cái đường này sẽ là đường 19 tháng 5 nè. Đường 19 tháng 5. Đó, đường 19 tháng 5 nha. Đó, tòa đây là tòa CT3 nè. Đó, chung cư CT3. Đó, mấy cái shop house này người ta cũng đang kinh doanh, người ta cũng đang cho bắt đầu cho thuê nè. Tương lai chỗ này sẽ rất là sầm uất luôn. Đó. Dưới kia sẽ là cái siêu thị Gâu màu đỏ đỏ nè quý vị thấy không? Siêu thị Gâu nha. Đó, siêu thị Gâu. À, quý chị đánh giá sao về cái lô đất này? Giá chưa tới 15 tỷ nha quý anh chị. Chỉ hơn 14 tỷ thôi, hơn 14 tỷ xíu thôi. Đó, quý chị quan tâm thì liên hệ với em ăn nha. Số điện thoại em để dưới màn hình là 0353687732. Thì quý chị kết nối sớm với em thì em sẽ gửi cho quý chị thông tin của cái lô này cho quý chị tham khảo nha. Và khi quý chị muốn đi xem thì em cũng sẽ dẫn quý chị đi xem. Rồi trường hợp quý chị thích rồi, mình ưng rồi đúng không? Thì quý chị muốn thương lượng giá với chủ thì em cũng sẽ cho quý chị mình thương lượng trực tiếp với chủ luôn nha. Để mình có thể đưa ra, mình với chủ có thể thống nhất được một cái giá cuối cùng, đưa đi đến dục cuối cùng. Đó, đây là cái bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang nè. Còn em bị giáp cái chân. Đó, dưới kia là siêu thị Gâu, là cái siêu thị rất là nổi tiếng tại thành phố Nha Trang luôn. Đó, dưới kia xe đó. Cái chung cư này người ta cho thuê kinh doanh này rất là nhiều luôn. Đó, đây là tòa nhà CT3 nha quý anh chị. Đó, CT3. Tòa nhà mới lắm. Đó. Quý anh chị thấy video này hay và hữu ích tới mọi người thì quý anh chị nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em ăn nha. Và chia sẻ video này nữa nha. Em ăn chân thành cảm ơn quý anh chị rất là nhiều luôn. Em đi bộ thêm xíu nữa nha. Đó, chỗ này như mới mở quán nhậu đó nè quý anh chị. Đó. Ở đây tiện ích dân sinh là cực kỳ là đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì luôn quý anh chị. Đó, dưới kia sẽ là cái siêu thị Gâu nha. Đó, em đi bộ thêm xíu nữa cho quý anh chị xem nha. Đó, video hơi dài nhưng mà em muốn quay thực tế cho quý anh chị xem vị trí xung quanh, rồi tiện ích dân sinh xung quanh nó có gì. Đó, thay vì mình đứng mình nói không thì em sẽ quay xung quanh cho quý anh chị xem. Đó. Bữa nay là mùng 5 Tết đó quý anh chị. Hôm nay em đi quay cũng là cái này là cái video thứ ba nè. Nhưng mà cho em thấy xung quanh này đẹp quá cho nên em quay cho quý anh chị xem luôn. Đó, chỗ này có quán cà phê nè. Đó, quý anh chị thấy tiện ích dân sinh đầy đủ không? Còn cái này sẽ là siêu thị Gâu nha. Đó, cách cái lô đất của mình có mấy trăm mét à. Đó, đây có rất nhiều quán ăn luôn. Đó, thôi em kết thúc video tại đây nha quý anh chị. Em cảm ơn quý anh chị nha và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những cái video tiếp theo của em ạ. Quý anh chị thấy hay nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em nha, chia sẻ nữa nha.